Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Rất vui vì trong buổi chuẩn bị mang 3 siêu phẩm piano cơ Rudner B2, Ridicula 30, Palindrum 126. Tất cả các cây đàn này đều được đội ngũ Minh Phụng Music lành nghề và tâm huyết đóng gói chỉnh chu, chờ đội vận chuyển đến và lên đường về với đại lý tại Thanh Hóa. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Trước mặt anh em chính là piano Rudner B2, một trong số 3 cây đàn cơ chuẩn bị lên đường. Đàn được nhân viên mở hộp đàn kiểm tra tổng thể lại toàn bộ từng chi tiết máy và những bộ phận quan trọng khác. Đây sẽ là vài thông tin về piano này mà anh em nên biết. Rudner B2 kiểu dáng chắc chắn, lớp sơn đen bóng sang trọng. Bộ máy đàn được nhập khẩu linh kiện từ Đức. Dây đàn làm từ thép trắng không gỉ, lớp gỗ vân sam cao cấp, cấu trúc khung xương và cồng nguyên khối. Cú đàn bằng lông cừu tự nhiên, phím đàn có độ bền cực cao, âm thanh chân thật trong trẻo. Đội kỹ thuật Minh Phụng đã đông đủ. Bắt đầu buổi đóng hàng thôi. Một chiếc piano trước khi đến với người chơi sẽ được bọc ni lông dày nhiều lớp kỹ càng phủ toàn bộ các mặt, giúp giữ vẻ đẹp cao cấp cho sản phẩm tránh bụi và nước mưa gây chóc sơn hư hỏng đàn. Vì thế toàn bộ đàn trước mỗi chuyến đi sẽ được bọc ni lông cũng như kiểm tra sản phẩm cách lúc khởi hành 1 đến 2 ngày. Nhân viên cắt bìa các tông theo kích thước từng thông số các bộ phận của chiếc đàn để chính xác trước khi bọc từng chi tiết của piano, giảm sự hư hỏng lúc đàn được chở đến nhà khách hàng. Những tấm bìa lớn hình chữ nhật xếp thành lớp bao phủ cả mặt trên lẫn các mặt bên đàn. Những góc cạnh trong kiểu dáng đàn sẽ được dán nhiều tấm bìa phủ lại. Cuối cùng bìa được tiêm cố định bằng nhiều vòng băng keo. Toàn bộ cây piano từ thân đến phím đàn và cả chân đàn tất cả đều phủ bìa cát tông. Tiếp đó đàn sẽ được phủ toàn bộ bằng lớp ni lông dày nhiều vòng. Cây Rudner B2 đã xong. Tiếp tục thôi anh em, đội tải vận chuyển đã đến. Cây piano đầu tiên Rudner B2 đang được 3 người cùng nhau để từ dốc ra phía ngoài, từ từ lăn bánh đến xe hàng đã được cải tiến cho việc vận chuyển hàng hóa và mở cửa sẵn sàng. Vì trọng lượng đàn nặng nên một người sẽ vào trước canh chỉnh vị trí, rồi tiêm 4 người sẽ hợp sức khiến đàn vào trong. Chiếc piano thứ hai tiệm đang đẩy ra xe chính là piano Ridicula 30, một chiếc piano đến từ Nhật Bản. Thiết kế đàn thủ công bằng gỗ tự nhiên, kiểu dáng chân thẳng đứng thanh lịch, bản cộng hưởng lớn tạo độ vang cho âm thanh trên piano du dương và sống động. Piano thứ ba cũng xem như là cuối cùng trong đơn đi hôm nay chính là Palindrum 126, một mẫu piano rất thịnh hành tại Nhật Bản những năm 1980, được các anh đẩy ra xe với quà tặng ở trên đàn. Còn về điểm đặc trưng thì Palindrum 126 phù hợp với người chơi piano lâu năm, thiết kế theo phong cách châu Âu những năm 1980, kiểu dáng gỗ nguyên khối mềm mại. Đội tiến hành rang dây bảo vệ và đem ghế quà tặng vào xe. Cây piano cuối cùng đã được đưa vào xe thành công. Nhân viên đội xe buộc dây bảo vệ đàn bằng dây thừng nhiều vòng chắc chắn. Sau đó cửa xe từ từ đóng lại. Xe bắt đầu lăn bánh rời kho và lên đường. Đấy là buổi giao piano cơ đến với đại lý tại Thanh Hóa đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.